Chào các bạn, hôm nay lại gặp anh thợ cưa nữa các bạn ơi. Anh thợ cưa này hôm trước các bạn có nhiều các bạn có bình luận nói là cái máy nó yếu quá. Hôm nay anh thợ cưa này ảnh mới mua cái máy này, cái máy này mới mua luôn các bạn. Anh đi Cần Thơ mua cái máy này, cái máy hiệu gì ông Linh? 382. 382 các bạn ơi, 382. Máy này 382, máy này mạnh lắm các bạn. Mới mua. Mua Cần Thơ nhiêu tiền? 10 triệu 500. Ông mua tại thành phố Cần Thơ 10 triệu 500. Hôm nay ông sẽ đem cái máy cưa này ra, ông sẽ cắt những cái đoạn cây này cho các bạn xem tham khảo, coi máy mạnh như thế nào nha các bạn. Cái máy này của Đức hay của Nhật? Máy này của Đức nha các bạn. Anh cũng cưa gành máy lắm. Các bạn thấy ăn như súng không?
Vé lại, vé lại. Đặng